Rồi, chào các bạn, rất lâu rồi mới quay trở lại giới thiệu các bạn về những dòng sản phẩm của bên dụng cụ cơ khí kiến trúc. Thì hiện tại là bên mình sẽ tiếp tục với những cái dòng sản phẩm đến từ Total. Trước đây thì Thanh Trúc là chuyên về dòng Kituni đúng không ạ? Hôm nay thì sẽ bổ sung thêm những dòng Total, Inco hay là Workro. Thì Workro sẽ bổ sung thêm rất nhiều sản phẩm từ đây trở về sau, anh em mình có thể là thoải mái chúng ta lựa chọn tất cả những dòng sản phẩm Workro sẽ đầy đủ hơn cho anh em đầy đủ nha. Riêng đối với kênh YouTube thì bên mình sẽ cố gắng làm sao để đưa ra nhiều cái video hơn mỗi ngày để anh em. Tại vì chủ yếu thời gian qua bên mình làm về TikTok, nhưng mà sắp tới sẽ cố gắng là bổ sung lại những cái video trên YouTube cho những anh em mình chúng ta không có tiện xem TikTok á, thì chúng ta xem về YouTube. Thì đặc biệt anh em chú ý nè, trên cái YouTube bên mình ở phía dưới sẽ có điền những cái số điện thoại, anh em mình cứ thể liên hệ với những số đó để được tư vấn một cách nhiệt tình và đầy đủ nhất nha. Rồi, thì quay trở lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ là cái clip về những cái bộ kìm của Total. Thì Total hiện tại sẽ có ba cái bộ kìm này, mình thấy nó khá là bình dân về mức giá, và riêng về chất lượng thì mình thấy nó khá ổn với cái mức giá này. Ba bộ này mình sẽ sắp xếp theo cái vị trí. Bộ đầu tiên sẽ là cái bộ này, là bộ dành cho gia đình, anh em mình sử dụng gia đình nha. Nhưng mà nó dành gia đình mới lại được bọc cái vỉ thế này rất là ok. Mình sẽ lấy ra cho anh em xem luôn, tại vì cái thời lượng trên YouTube thì mình sẽ thoải mái hơn cho anh em chút xíu, không có chạy theo thời gian. Đối với kìm thì anh em mình sẽ sử dụng gia đình thì chúng ta cũng không có quá đòi hỏi nhiều, nhưng mà cũng về mức giá thì nó khá là hợp lý. Ở đây một bộ sẽ có kìm cắt, kìm điện và kìm nhọn. Thì những cái dòng này thì nó khá là vừa tay ở đây nha, vừa tay lắm, anh em có thể dễ dàng cầm nắm. Riêng đối với việc mà chúng ta mở ra thì cái này dòng mới nó sẽ hơi rít một xíu nha, nó hơi rít một xíu, anh em mình có thể là sử dụng lâu dài thì nó sẽ mềm mại lại cho anh em. Rồi, thì dòng này rẻ nhất. Giá thì mình sẽ cố gắng làm sao để phía dưới bình luận á, cái bình luận đầu tiên của bên mình sẽ để cho anh em xem cái mức giá. Rồi, cái dòng thứ hai sẽ là dòng kìm này, nó dành cho những anh em mình làm thợ. Nếu mà chúng ta không có quá khắt khe về cái chất lượng thì chúng ta có thể chọn cái dòng này, tại vì nó mức giá nó vừa rẻ vừa bình dân mà nó lại khá là hợp lý cho anh em ha. Kìm nhọn, kìm cắt và kìm điện. Thì ba cái dòng kìm này thì hầu như là những anh em mình làm về cơ khí bảo trì hay là anh em mà điện tất cả đều sử dụng được. Riêng có một điều đặc biệt là chúng ta không sử dụng cái dòng này cho chuyên dụng cho điện nha, tại vì điện ở đây chúng ta sẽ không có cái phần cách điện tuyệt đối. Ở đây cái phần nhựa này anh em mình sử dụng cách điện được, nhưng nó không đạt cái tiêu chuẩn của về điện lực, nó như vậy. Đây là cái dòng điện, dòng kìm nhọn, cắt và kìm răng. Tiếp theo một cái dòng thứ ba là cái dòng nó cao cấp trong so với ba cái dòng này. Dòng này thì dành cho những anh em mình làm thợ, và nó sẽ dạng giống như là nó dạng công nghiệp nha, dành cho những anh em làm công nghiệp hơn. Nó sẽ cái đây các bạn nhìn thấy nè, 3% này là chúng ta sẽ tiết kiệm được phần chưa lực nha. Đây, bạn nhìn thấy phần kìm được thiết kế rất là hầm hố. Nó mang tính chất là dành cho những em mình thích cái sự chuyên nghiệp hơn. Nhọn, cắt, điện, tất cả đều là những cái dòng của Total, mang đến sự trải nghiệm tốt cho anh em. Mức giá thì khá là hợp lý, khá là trung bình và khá là bình dân luôn. Mình nhắc lại là giá mình sẽ để dưới phần bình luận, anh em cứ vô tham khảo. Có đường link để anh em mình đặt hàng và mua luôn. Nếu anh em mình ngại đặt qua những cái trang thương mại điện tử, anh em mình có thể liên hệ những cái số điện thoại mình để phía dưới nha. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Hy vọng anh em mình bấm follow kênh của YouTube bên dụng cụ cơ khí kiến trúc nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong những video sau ạ. À.